Khiếm thị của Chẳng Bom, đúng hẹn là lên. Nãy tôi mới hỏi thăm cô Giang thì mình đã làm từ năm 2015 tới năm nay, như vậy là được 9 năm rồi. Cứ đúng hẹn là 23 tháng Chạp trở đi, sắp Tết thì anh em từ này lại về và mang theo quà của rất nhiều ân nhân các nơi xa. Họ biết chúng ta sắp sửa ăn Tết, họ gửi về chúng tôi mua sắm.
nhiều đồ quá hôm nay. Chị nào mới biết là cô nào mới biết được là phần quà ngày hôm nay sẽ gồm bao nhiêu. Bây giờ chị nào sẽ nói đôi lời. Vâng, kính chào cô bác. Phần quà hôm nay thì có 5 cái gạo, một thùng mì, một chai, 2 chai nước mắm, 3 cái bánh chưng, 2 lốc nước ngọt, một bịch bột nêm, một chai dầu ăn cái lân, một phiến muối, một phiến đường và 2 bịch bánh. Dạ, con xin hả? Ba cái bánh chưng. Có bánh chưng nữa. Dạ, con. Dạ, con. Có bánh chưng. Dạ, rồi. Dạ, hết rồi. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Chúng ta thấy là quà hôm nay như có vẻ nhiều, nhưng mà thật ra không đáng bao nhiêu. Anh chị em xài đỡ, dùng đỡ cho nó vui ngày Tết thôi. Chuyển đến những người vắng mặt, chúng tôi sẽ cố gắng được năm nào cũng sẽ hẹn lại trở lại đây để mà chia sẻ với anh chị em. Chúc anh chị em trong năm mới này, những người nào có công ăn việc làm thì đỡ vất vả hơn năm vừa qua. Năm vừa qua chúng ta bị cái hậu quả của năm Covid nên rất là gây go về mặt kinh tế. Mà năm mới này thì anh chị em nếu mà ai làm nghề tẩm quất, ai đi bán vé số hoặc làm những công việc khác thì xin Chúa ban ơn đặc biệt để cho anh chị em đỡ vất vả, mà cái thu nhập nó khá hơn, đời sống nó sẽ đỡ căng thẳng hơn. Chúng ta hát chung một bài. Hồi nãy có một anh Minh, anh đề nghị bài cầu cho cha mẹ. Anh Minh đâu? Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, đông lô hoa bên nhỏ dài thơ, con là lô hoa bên nhỏ dài thơ. Vâng cha thương con lớn trong đời cha, xin hương trên đầu xuống ngôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an toàn, bao nồng nàn xin trái đơm hoa. Cho con xin ở giữa gia đình, sống làm sao đem lấy ân tình, ơn nhìn trời nghĩ khắp trong thiên. Nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu, là nụ hoa bên nhỏ dài nhờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ con nhớ không bao giờ quên. Xin cho cuộc sống cho con gặp giữa nhau, dòng thời gian qua đi như làn gió trong tay vua từ ai.
ngày mai con đi tiếp con đường gió sương cùng anh em con ca hát yêu thương mọi người rồi mai đây đem con đi từng bước đưa con đi vào sự sống cho con gần đến ngày rồi ngày mai con hân hoan tìm thấy nơi tha nhân ngày đó ôi Giêsu dấu yêu con xin dâng lên dâng ngài lòng thành tâm cảm mến con xin dâng lên dâng ngài lời thành tâm nhiều lắm chứ chưa mới hết đồng hành. Ban chấp hành